Khoa xin thân chào cô chú anh chị nhà đầu tư, anh em môi giới và bà con cô bác ha. Hiện tại thì Khoa đang có mặt tại xã Phú Đông của huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Thì chủ vừa gửi Khoa một miếng đất vườn ha, với tổng diện tích là 500 m², giá mong muốn chủ đang mong muốn là 240 triệu thôi nha cô chú anh chị, rất là rẻ luôn. Đường cập nhật là đường công cộng 1 m. Đường này xe ba gác ha cô chú anh chị. Đường này thì cặp kinh nè, đây quý anh chị thấy con kinh ha. Đường cặp kinh có dự án mở rộng rồi. Khoa tiến hành đi sâu vào miếng đất cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Trụ ranh đây nha cô chú anh chị, đây nè, có cắm trụ ranh hết nè, trụ ranh trên đầu nè, đó, ngang qua là 15 m, đây 15 m ha, có trụ cao bên này, đây nha cô chú anh chị, đó 15 m, rồi đi sâu xuống dưới có trụ ranh ở dưới luôn, đi sâu xuống là 33 m nha cô chú anh chị. Ngang 15, dài 33, tổng là đúng 500 m² luôn ha. Giá chủ mong muốn là 240 triệu. Quý anh chị nào mà nhanh tay thì chủ có bớt lọc nhẹ luôn ha. Thì miếng đất này so với giá trị thì quá rẻ rồi cô chú anh chị. Đây, có trụ ranh đuôi hết luôn á. Để Khoa tiến hành đi xuống cho cô chú anh chị mình tham khảo cho nó dễ ha. Không mất thời gian cô chú anh chị mình đi tới luôn nhiều lần. Thì chút xíu Khoa sẽ dẫn cô chú anh chị mình ra ngoài cái hướng tỉnh lộ 8BB. Thì từ dưới đất ra tới tỉnh lộ 8BB tầm khoảng 350 m, rất là gần luôn. Đoạn đầu thì xe ô tô đi được, do tới đoạn trong này thì do xe máy chạy, đường cỏ nó lấn. Đây nè, trụ ranh cuối đất mình ha. Ngang qua bên đây là 15 m. Đây nha cô chú, nên chú anh chị, đây 15 m. Chạy thẳng lên tới mặt đường trên kia, mặt đường công cộng trên kia là 33 m. Đó, ranh dốc rõ ràng hết luôn, sổ hồng riêng có sẵn luôn. Sổ hồng riêng là chủ cầm tay tại nhà luôn ha. Mình mua bán mình ra mình ký chuyển nhượng một đất nhà luôn hả cô chú anh chị. Ở đây thì thuộc xã Phú Đông của huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, cách Sài Gòn chắc khoảng 80 km cô chú anh chị, cách thành phố Hòa Công 20 km, cách thành phố Mỹ Tho 35 đến 40 km ha. Đây là cái hướng cái nhánh gần biển rồi cho nên cách Mỹ Tho hơi xa, cách Sài Gòn thì đi hướng quận 8 rất là gần, 70 cây cô chú anh chị mình đã về tới Sài Gòn rồi. Đây trụ ranh ha. Rồi xe Khoa dẫn ngoài kia để Khoa tiến hành đi ra ngoài cái hướng tỉnh lộ 87B cho cô chú anh chị mình dễ hình dung và tham khảo ha. À, đây khu vực nói chung là người ta cắt nhà lá, nhà lá cho nó mát đó cô chú anh chị. Đây 2-3 căn nhà lá luôn ha. Ở đây thì không khí mát mẻ gần biển á, khí hậu trong lành, dân cư thì hiện hữu, nói chung là gần tỉnh lộ luôn. Ra tới đoạn này cô chú anh chị thấy ha, nói chung là tại cái đường thì cập nhật đường 1 m ha, nhưng mà cũng khá là rộng, hai bên lề nó rộng. Cô chú anh chị mình có xe con nhỏ nhỏ mình vô được, xe con xe hơi xe con á nhỏ nhỏ mình vô được ha cô chú anh chị. Đây nè, rất là đẹp luôn ha. Gần đây thì có cái đồn biên phòng, tới đoạn này thì rộng rồi ha. Đó, cô chú chị thấy ha, xe chỗ này thì xe 4 chỗ mình chạy được rồi. Đó, đoạn này rộng rãi, gần ra gần tới tỉnh lộ rồi nè. Tới tỉnh lộ 87B luôn này cô chú anh chị. Mặt tiền đất đó thì quay về hướng Tây nha cô chú anh chị. Mặt tiền quay hướng Tây, mặt tiền được cập nhật trên sổ hiển thị đường công cộng cho cô chú anh chị luôn ha. Đó, ngã ba này thì mình ra Bến Phà, Bình Tân, Cửa Đại nè nha cô chú anh chị. Còn đây đối diện thì có cái rất là đẹp luôn. Đường tỉnh lộ 87B này đang cuốn bờ hai bên nè, chuẩn bị mở rộng thành đường 10 m luôn.
Rồi cô chú anh chị mình quan tâm cứ liên hệ bên Khoa, số điện thoại là 0334447430, hoặc có xài Zalo ha. Hoặc quý anh chị gọi thêm 0766450016 để được Khoa tư vấn thêm ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi.